Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nhá. Trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em tân thủ chơi cái sự kiện bí cảnh hang rồng. Ở trong sự kiện này chúng ta có thể nhận được một số phần quà, ví dụ như là cái pháp bảo này. Nếu như ở top 1 thì rất là ngon nhưng rất khó để chúng ta có thể đạt top 1 anh em nhá. Để đạt được top 1 ấy thì đội của anh em phải gắt cơ. Đấy, bên cạnh đấy thì chúng ta cũng rất nhiều cái la bàn tầm bảo để chơi cái sự kiện. Rồi, thế bây giờ mình sẽ cho anh em xem là trước khi chúng ta vào cái hang rồng này thì anh em có thể nhìn thấy là mình phải có một cái đội gồm 2 người, mình và một thành viên nữa. Thì trước đấy nó sẽ cho chúng ta có thời gian để lập đội đây trong vòng mấy chục tiếng ấy. Thì nhớ tìm một đồng đội nào đó chăm online anh em nhé. Ví dụ như bạn này là cũng chăm online này, không cần mạnh, chỉ cần chăm online là được. Còn nếu như mà để ok la nhất thì là trăm nạp đấy, vì ở trong này sẽ có những cái gói để giúp cho chúng ta có thể mua thêm thể lực để đi vượt ải đó. Thì bây giờ đi như thế nào, mình sẽ vào hang rồng đi cho anh em xem nhá. Anh em thể nhìn thấy là hiện tại nó hiện ra cái lối ra tầng sau đã mở, lý do là bởi vì cái bạn Long đường chủ đồng đội của mình này đã rất tích cực đi tham gia những cái phụ bản ở đây, mở những cái tầng mây này đấy. Ok, thì bây giờ là mình có thể là sang được tầng rồi, do là nó đã mở tầng đó. Bạn đồng đội của mình thì chơi rất là chăm nha. Do là thể lực của mình cũng như là của bạn đấy thì nó giống như kiểu là hai thành viên nhưng được dùng chung vậy anh em ạ. Nên là đồng đội của chúng ta chăm online thì rất là có lợi đối với mình là như thế nha. Đấy, bạn ấy lại tiếp tục đi ra tầng sau này. Ui, bạn ấy hên đấy, mở được ra cửa luôn ạ. Bởi vì là để mở được cái cánh cửa như thế này này thì lúc chúng ta đi săn mây ở đây này thì chúng ta phải mở được hai loại cửa, một loại cửa âm, một loại cửa dương, nó hình bát quái ấy, thì nó mới khai mở được cái ô cửa này nha anh em. Đây, để tầng sau xem nào, tầng sau có mở được chưa. Đây, tầng này là chưa mở được nha. Thì bạn chơi thế là đủ rồi, đến lượt mình sẽ khám phá nốt những cánh cửa còn lại giúp bạn nhé. Có đi phải có lại chứ. Đấy, khi mở ô này ra thì mình sẽ có thể là gặp những con quái hoặc là những cái dương. Thì hiện tại là mình đã mua cái tự động ở đây rồi. Đấy, thế cho nên là khi gặp mấy con quái nó sẽ bỏ qua cái hiệu ứng ấy luôn. Thì nếu như bỏ cái muốn bỏ qua cái hiệu ứng đó thì mua cái tự động này mất 200 tiên ngọc. Thì mình thấy nó không quá cần thiết anh em ạ, do là mấy con quái nó yếu lắm, đánh nhanh ấy. Những anh em là nông dân thì không cần mua cái đấy nha. Ok, tiếp tục xem nào. Vẫn là dương thôi, chưa thấy dấu hiệu gì gọi là cánh cổng bắt quái cả anh em ạ. Mình cứ mở random thôi, cái này là do nhân phẩm của anh em. Đấy, một cánh cửa rồi nha anh em. Ô, bạn đấy lại cần tìm trước được một cánh cửa dương thì phải, mình vừa tìm ra cánh cửa âm nữa. Thế là ra tầng sau rồi. Hợp lực lại nó rất chi là đơn giản anh em nhé. Cứ có điều kiện lên tầng là lên luôn. Ok này, tiếp tục này. Wow, quái to đấy. Phát nữa đây, lại tiếp tục là quái. Thỉnh thoảng là còn có cái dương vàng cơ anh em ạ. Đây mới chỉ là dương bạc thôi nhá. Tiếp tục xem nào. Ui dồi, vẫn dương bạc. Mở sâu vào trong này xem nào. Lên trên này. Ui giời ơi. Ui, nãy giờ toàn dương bạc, không có cái gì khác nhỉ. Thỉnh thoảng nó cũng sẽ có một số những cái sự kiện, nhưng mà sự kiện nạp anh em ạ. Rồi, lại là con rồng. Cửa của tôi đâu. Ui da. Ui da. Đấy, dương vàng này. Quà xịn hơn dương bạc một chút nha. À, hết thể lực thì chúng ta có thể dùng nha. Úi giời ơi, ở đây có không? Ở đấy, không ngờ nằm tận trong góc. Được một cánh cửa ngọc dương này anh em nha. Giờ tiếp tục đi tìm ngọc âm này. Đâu đó là ở đây một cái thì chắc nó nằm đâu đâu ở trong này đây. Úi da. Lại dương vàng ngon, nhưng mà được có hai đào. Hơi thốn. Ui rồi. Uầy, cái gì thế này? Thỉnh thoảng là chúng ta còn đi gặp bẫy nha anh em nhá. Ủa, sao nó nhảy ra đây nhỉ anh em nhỉ? Khiêu chiến luôn. Lần phát động tấn công này thì easy mà. Ôi chết. Ô trèo đấy thì mình sẽ không thể nào mà đi được. Bây giờ mở thì được này. Uầy, tưởng là nó hai ô đối xứng nhau cơ anh em ơi. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Bắt đầu là mình sẽ sử dụng đến gói nha. Ok, chơi all in luôn, giúp cho bạn đấy có thể là mở được nhiều tầng nha. Tiếp tục vào hang rồng. Sử dụng hết. Đấy, sẽ có 18 thể lực ngay. Ở đây xem nào. Wow,
Đỉnh không anh em? Mình đã có thể là mở được cánh cửa rồi. Lối ra tầng sau đã mở thì đi lên luôn. Sẽ có nhiều thưởng hơn mà anh em. Đó. Được chưa, được chưa? Có bao nhiêu thể lực thì mình sẽ xài hết đi nha anh em. Bởi vì là nó sẽ có thời gian hồi lại mà. Tiếp tục nào. Ui, may mắn thế nhở. Thế thì mình sẽ đẩy sâu ra này vì hai cánh cửa chẳng nhẽ nó lại nằm chung một chỗ. Úi ôi, con boss to này. Càng tốt, càng mở được nhiều ô. Càng mở được nhiều ô. Lên trên này xem nào. Uầy, dương vàng này. Mình nghi là nó nằm đâu đó trong cái cây này. Nghi lắm. Ôi vãi. Chả có cái vẹo gì xung quanh cây luôn. Ui à, hết thể lực rồi anh em ạ. Đó thì về cơ bản là chúng ta sẽ chơi như vậy thôi anh em ơi. Thì nếu như chúng ta xếp hạng cao thì chúng ta sẽ được quá cao. Còn nếu như mà xếp hạng thấp thì sẽ được quá ít. Hiện tại hạng đội 16. 16 là mình sẽ có thêm 4 cái la bàn tầm bảo này. Một cái pháp bảo trao việt ngẫu nhiên thì không được ngon cho lắm anh em nhá. Cái đội này nó mới ngon này. Được cái pháp bảo tùy chọn thì rất là phê luôn. Nhưng thôi, có sao chơi vậy nhá. À quên, còn một cái nữa đó chính là lệnh chiến hang rồng nha. Thì đấy, mình sẽ nhận thêm được một số phần thưởng đây này. Cái này là chúng ta lại có thêm thể lực với này. Được quá nhờ, khám phá nữa này. Bên này thì chúng ta cũng có hai gói để nạp. Đấy, anh em nào mà đại gia thì có thể nạp vào đây để lấy thêm ngựa linh thạch cũng khá khá nha. Không phải là ít đâu. Và thêm tịnh bình thủy như là vé chiêu mộ tinh quái. Nhưng mà hơi chát vì 499k thì mình cảm thấy là nó hơi lỗ so với một số những cái gói ở ngoài kia nha. Khám phá đơn thì cũng tương tự như vậy. Mấy cái này thì cũng hơi chua anh em ạ. Vừa chua vừa chát. Có thêm thể lực rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục là đi vừa đại nốt. Đấy, 4 điểm thể lực, 8 luôn. X2 lên mà. Hai dương hả? Tội gì mà không nhẫn. Tội gì mà không nhẫn. Góc này có không? Ui à. Ui à, không có. Biết đâu nó lại ở đây. Ở đây. Không có luôn ạ. Khốn thế. Rồi luôn. Còn 3 thể lực anh em ơi. Ai à, vẫn chưa thấy đâu cả. Lại yêu quái. Ui, thôi. Phần còn lại chắc phải nhờ đồng đội của mình. Khi mà hồi điểm thể lực thì bạn ấy sẽ vào mở nốt một số những ổ đây. Nên xui ra được thì tốt, lên tầng tiếp theo luôn. Còn nếu không thì mình sẽ lại chờ nó hồi điểm thể lực và mình sẽ quay lại mình múc nha. Ok, thì anh em nhớ đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều video mới về tựa game Tiểu Yêu Tầm Đạo nhé. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.